Vừa qua, khoảng 30 người gồm cán bộ nhân dân và các tổ chức đoàn thể xã Ngọc Sơn đã tổ chức gia quân, dọn vệ sinh, trồng thảm cỏ tại khu nhà bia tưởng niệm Bắc Sơn. Ngày 27 tháng 8 năm 1949, tại Tròm Mặn, xã Phúc Thành, nay là xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lạc, tri bộ Bắc Sơn, tiền thân của đảng bộ huyện Ngọc Lạc được thành lập. Trải qua 75 năm, nơi đây đã trở thành dấu ấn quan trọng để đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lạc tri ân đến các thế hệ cha anh, những đảng viên đầu tiên đặt nền móng để Đảng bộ huyện Ngọc Lặc ngày nay trưởng thành và phát triển. Trong những năm qua, huyện Ngọc Lặc đã thu bổ tôn tạo khu nhà bia tưởng niệm Bắc Sơn, di tích lịch sử của huyện và là nơi chi bộ Bắc Sơn tiền thân Đảng bộ huyện Ngọc Lặc ra đời. Tại lễ gia quân, cán bộ và nhân dân các tổ chức đoàn thể xã Ngọc Sơn đã dọn vệ sinh trồng cây cỏ ngọc từ vị trí bờ tường cổng đến hết khu di tích. Cỏ được trồng hai bên hữu và tả tạo cảnh quan xanh mát sạch đẹp mắt nhưng cũng không kém phần trang nghiêm yên bình